Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu với mọi người bài Em sẽ đến bên anh. Giờ xin mời mọi người đi vào bài học của ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta có tư thế chuẩn bị. Chân hơi trùng, gáy thông nhẹ nhàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp số 2 cách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, được chưa ạ? Thôi chúng ta sẽ chú ý vào câu 16 bước, bắt đầu. 1, 2, đẩy tay ra phía trước, các bạn nên đẩy tay ra phía trước. 1, 2, được chưa ạ? 2, 3, chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sau đó chúng ta mở tay để nghe nhạc và chuẩn bị vào bài. Tức là câu này chỉ có 16 bước và chúng ta học lại. Đẩy tay ra phía trước, dựng bàn tay lên, hai bàn chân trái đặt gót ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mở tay, thu vào, mở tay và thu vào. Như vậy là chúng ta đã hết câu nhạc dạo. Sau đây xin mời mọi người vào chùm cha cha chính ở trong bài này. Chùm cha cha rất là dễ thôi, gồm có 3 câu, rất là dễ nhớ, dễ thuộc nhé. Và mọi người chú ý ạ. Chuẩn bị. Câu đầu tiên. 1, 2, cha cha cha. 2, 2, cha cha cha. 3, 2, cha cha cha. 4, 2, cha cha cha. Cha cha cha. 5, 2, cha cha cha. 6, 2, cha cha cha. 7, 2, cha cha cha. 8, 2, quay một vòng. Tức là có 8 câu, được chưa nhỉ? 8 câu nhé, chúng ta tập lại câu này lần nữa. 2, 3, 1, 2, cha cha cha. 2, 2, cha cha cha. 3, 2, cha cha cha. 4, 2, cha cha cha. Cha cha cha. 5, 2, cha cha cha. 6, 2, cha cha cha. 7, 2, quay một vòng. 8, 2, cha cha cha. Như vậy là chúng ta hết câu đầu tiên trong chùm cha cha chính ở trong bài. Chúng ta sang chùm thứ hai, chuẩn bị. 1, 2, cha cha cha. 2, 2, cha cha cha. 3, 2, cha cha cha. 4, 2, cha cha cha. Cha cha cha. 5, 2, cha cha cha. 6, 2, cha cha cha. 7, 2, cha cha cha. Như vậy là câu số 2 chúng ta có 7 nhịp thôi. Có 7 nhịp thôi. Và chúng ta tập lại nhé. Câu số 4 giống như là câu ở chùm thứ nhất. 2, 3. Chùm số 2 bắt đầu. 1, 2, cha cha cha. 2, 2, cha cha cha. 3, 2, cha cha cha. 4, 2, cha cha cha. Cha cha cha. 5, 2, cha cha cha. 6, 2, cha cha cha. 7, 2, cha cha cha. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với chùm số 3. Chùm số 3 rất là cách điệu, mọi người chú ý. Câu này thì dễ này. Cha cha cha. 1, buông tay lên, đẩy người hơn ra sau, cổ tay chúng ta bẻ xuống. Cha cha cha. 2. Cha cha cha. 3. Cha cha cha. 4. Đó, câu này thì rất là dễ rồi.
ta có một cái nhịp gọi là nhớ cha cha cha, sau đó xong trùng zig zag 2 3, 1 2 cha cha cha, 3 4 5 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 cha cha cha. Đó, 2 bài, 1 2 cha cha cha, 3 4 5 cha cha cha, 3 4 5 cha cha cha, 3 4 5 cha cha cha, 3 4 5. Đó, chúng ta chỉ cần bước lên và bước xuống. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần động tác. Giờ chúng ta sẽ sâu chuỗi lại từ đầu nhé. 2 3 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha, cha cha cha, 5 2 cha cha cha, 6 2 cha cha cha, 7 2 cha cha cha, 8 2 quay một vòng sang trùng số 2, 1 2 cha cha cha, 2 2 cha cha cha, 3 2 cha cha cha, 4 2 cha cha cha, cha cha cha, 5 2 cha sa sa, 6 2 cha cha cha, 7 2 cha cha cha, cha cha cha, 1 cha cha cha, 2 cha cha cha, 3 cha cha cha, 4 cha cha cha. Sau đó xong trùng zig zag 2 3, 1 2 cha cha cha, 3 4 5 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 cha, cha, cha.